môn cũng như giúp tình cảm sâu sắc để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa 2020. Kính thưa quý vị, phải nói là đợt tập huấn này thì ban tài lúc đầu đã xác định cái việc tập huấn đợt này rất là quan trọng, cho nên là cái thời lượng cũng như cái chất lượng chúng tôi có cải tiến rất là nhiều. Thứ nhất về thời lượng là kéo dài hơn so với những các đợt tập huấn trước. Về chất lượng thì phải nói là ngoài cái việc mà ở trên lớp các em được học lý thuyết, xong rồi chúng tôi có những cái buổi mà thực hành ở ngoài sân, tạo những tình huống giả định gần giống như những tình huống ở trên sân để cho các em thực hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn cho các em làm những cái bài lý thuyết online buổi tối. Nói chung chúng tôi tận dụng tất cả những thời gian có mặt ở tại điểm tập huấn đợt này để làm tất cả mọi việc trang bị cho các em trọng tài được tốt hơn. Trong thời gian mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức cho lớp tập huấn giai đoạn 2 lượt về của năm nay thì đối với cá nhân tôi thì cũng đã lĩnh hội được rất nhiều cái bài học bổ ích để hỗ trợ và chuẩn bị cho cái giai đoạn lượt về. Với bản thân thì cũng đã được xem lại những cái clip và những cái bài tập bổ trợ để hỗ trợ cho cái giai đoạn lượt về hết sức là bổ ích. Trong giai đoạn lượt đi vừa rồi thì trên thực tế thì chúng tôi là những trọng tài làm trên sân cũng cảm thấy hết sức là có nhiều cái áp lực từ nhiều phía. Tuy nhiên trong chuyên môn thì cũng có những cái sai sót ở mang tính chuyên môn, nhưng mà với giai đoạn lượt về này chúng tôi nghĩ rằng là với những cái sự trang bị và sự chuẩn bị rất là kỹ thì các trọng tài sẽ hoàn thành tốt cái giai đoạn lượt về để đáp ứng lại cái sự mong muốn của khán giả cũng như là của ban tổ chức giải. Tức là cái trạng thái tâm lý của các cái trọng tài cũng như bất kỳ một cái người khác bước vào một cái hoạt động nào thì bao giờ nó cũng xuất hiện tức là một cái trạng thái tức là tâm lý nhất định, và cái trạng thái đó nó là rất là cần thiết. Bởi vì sao? Tức là mỗi bước vào bỡ một cái hoạt động gì đấy thì con người ta tức là phải chuẩn bị một cái tâm thế. Thế cái tâm thế đó mà nó phù hợp đối với cái tính chất của các cái trận đấu thì nó sẽ làm cho hoạt động nó trở lên tức là tốt hơn, nó tạo ra một cái điều kiện tức là sẵn sàng về mặt tâm lý để tức là trọng tài có thể là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mình. Còn nếu mà các cái trạng thái, các cái tâm thế đó và nó ở tất cả các cái mức độ nó yếu, nó chưa đáp ứng được đủ các cái tâm thế thì nó có thể là rơi vào cái trạng thái căng thẳng quá mức trước khi mà bước vào cái điều hành trận đấu, hoặc là cái tâm lý chủ quan thì đó là trạng thái tức là tâm lý thờ ơ, hoặc là tự yên tâm, tự hài lòng, tức là quá tự kiêu, tự mãn đối với các cái trình độ về mặt chuyên môn của mình và coi thường toàn bộ tất cả các thứ thì nó dẫn đến tức là không chuẩn bị về mặt tức là tâm thế sẵn sàng để bước vào các cái trận đấu đó. Do đó mà tức là các cái trọng tài phải làm chủ tức là cái bản lĩnh của mình, tự điều chỉnh các cái hoạt động của mình nó rơi cho làm sao cho nó tức là phù hợp.